Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong khoảng đêm nay và ngày mai, ở trên đất liền bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi của phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong ngày và đêm ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến từ khoảng 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ở trên biển, từ đêm nay ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét, biển động, cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Từ chiều tối hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Ở tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ gần sáng ngày mai và ngày kia sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khả năng tác động đến môi trường và điều kiện sống. Mưa dông sẽ kèm theo hiện tượng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở tại các vùng trũng và thấp. Hiện tượng gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Tiếp theo sẽ là tin cập nhật mới nhất về áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông, có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Thưa quý vị, vào hồi 16 giờ chiều hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc, 115,7 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, vị trí trung tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ vĩ Bắc, 113,5 độ kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày mai, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh Đông. Trong từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Cảnh báo với diễn biến và tác động của áp thấp nhiệt đới ở trên biển. Ở tại vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Tiếp theo là tin cảnh báo mưa dông diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp, cho nên từ chiều tối và đêm hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày mai và ngày kia sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 13mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, cục bộ sẽ có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là phần tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác, có dông cục bộ, có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thưa quý vị, vào khoảng 16 giờ chiều qua, mưa kèm theo dông lốc đã xảy ra tại Quỳ Châu. Nhiều người dân cho biết trận mưa dông khá bất ngờ đã làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối. Sau nhiều ngày nắng nóng, từ chiều qua đến sáng nay tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa. Tại thành phố Vinh, tuy lượng mưa không lớn nhưng nền nhiệt độ đã xuống thấp, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều qua, mưa kèm theo dông lốc đã xảy ra tại Quỳ Châu. Nhiều người dân cho biết trận mưa dông khá bất ngờ đã làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối. Hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại nhưng đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh, hoa màu và cột điện bị ngã đổ. Tại thị trấn Tân Lạc và các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cột điện tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu bị gãy sau trận lốc xoáy. Nhà dân ở xã Mường Nọc, huyện Quế Phong bị gió giật sập hoàn toàn. Nhà dân ở xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn bị tốc mái. Tại Nghệ An vào mùa này, tuy đang là mùa hè nhưng nhiều bất thường của thời tiết vẫn có thể xảy ra, phổ biến là nắng nóng và dông lốc. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có những cảnh báo đến người dân và các cơ quan về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân các cơ quan biết, phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kèm dông lốc trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to kèm dông lốc đã làm cho 88 ngôi nhà của các hộ dân ở hai huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái, hơn 30 ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 3,7 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tài sản, lập lại nhà cho các hộ bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh dự báo tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông hết ngày hôm nay, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm một đợt. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông,
suối, hồ đập, khu vực thấp, trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào!